mẹ xưa bong tặng ngọc nia lưu ghé bong bạn lưu lưu cho bạn ok 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 during this COVID, chẳng dừng nơi tập to phương về bình nhà tạm online bọn. Chẳng đại xa phiêu khá quạt bàn cho ruộng về bình nhà môn môn hay phiêu khá tiết cư thông mây xử nhập dương nó không về bình nhà ní. Chẳng ổ côn bà đồng tiết bọn hay đại xa dương khơi nháy của ngày ní cư hot topic tờ lờ security. Chẳng hỏi bàn sọc lái ngày ní cư phụ dương xong thuộc bọn bằng hãng kẹt tôn tờ lờ security. Chẳng dương phương mách tạm bây protect hay nâng cao phía environment bỏ dưỡng rồi có organization bỏ dưỡng có mọi miền bằng hà chân ngày ní dân đồng viên speaker pin nhé còn nâng bằng hán tờ lơ feature detail hay muốn đừng cho từ topic detail đấy nhóm xong interview khang Mr. Munizara quạt thì sales manager sản phẩm softline cable đi chân quạt nâng brief đẹp tôn cho mùi nâng softline profile chân phải chia quick introduction thế và tọa máu cứ vụ dân đừng cho từ session tạm đồng chẳng ổ côn bông chờ bông, ổ côn. Bà, tôi sẽ xuôi bàn tôi ổ nghĩa, ổ côn như cần được ổ lại bàn tôi bông mộng nông đơn vị nào bảo dụng tôi. Ồ, xung tổ, ok. Lưu cho bạn. Bạn, bánh, ổ côn bông 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 ngọt như bạn đại xa bực ní. Cứ dương miền ở webinar đã tổ chức với security từ lời Microsoft Bay Prem hay để xa về liên quan chẳng trong sông bằng hàng chun đòi sòng khép đã tổ chức với những với đại cộng hôn sập lại dương cùng này thôi bạn sập lại bao nhiêu những cứ chỉ cộng hôn digital transformation and cyber security solution provider. Okay. Chúng dương cư chỉ cơ môn softline dương provide solution 80% từ Microsoft solution tăng profit software có đôi chỉ solution hay ngày nít dương miền speaker chấm đồng bay nét thì mỗi cư được nhận bát thì bí cư lục quạt sạp vốt chỉ solution sẽ lead nơi softline bao nhiêu nơi bà tế Campuchia hai dương miền Mr. Dina thì solution sẽ lead đấy từ còn phục và từ còn phục khách hàng từ này security và chẳng nhưng xong châu từ trên đá ngay nít dương năng bằng hang tệ tôn chỉ mỗi năng tìm mối từ Microsoft Defender for Office 365 tìm mối tiết tệ tôn chỉ mỗi năng Microsoft Defender for Endpoint hay năng trong cái đó cứ tệ tôn chỉ mỗi năng Microsoft Defender for Identity bạn chỉ cái chập đám nhưng trong bằng hàng nhằm PT tăng rồi bỏ công hôn sau lan bỏ dưỡng cư dân chỉ công hôn international dân ban chập đám đồng bôn chuyên mà phải pra lúc năm mà hỏi hay headquarter bỏ dưỡng cư nơi tì công mùa school của TLC hay lời ní cư dân miền headquarter mùa tiết cư nơi bài Latin America hay dân miền xa kha chuyên hà sập nơi lưu hà sơ bật tế hay nâng cao sơ pram xa khá và chẳng đi chỉ hai tìm hai người đi tăng bỏ xo làng bởi dương miền đồ chỉ nơi India, nơi Russia, Middle East, Latin America, Eastern Europe và đồ chỉ ngay cho sau ý ý dìa bỏ dương bản lạc bạn chẳng chỉ cách trong bằng hai nhiều tầng chưa cần dùng ở thế đấy cứ recently cứ trong hôn xo làng bỏ dương nơi lửa Campuchia cư dân tự tùa bàn ca recognize bì Microsoft cư chỉ Microsoft Modern Work Security Partner and Modern Work Teamwork Partner xâm đạp chân áp bì bọn đồng bộ nâng bì bọn đồng bộ nâng nâng bà tế công chỉ dân tạm đồng hai ca bì chân áp bì bọn đồng bộ nâng chân áp bì bọn đồng bộ bà tế công sau lãnh Cambodia có tự tùa bàn Board Partner of the Year ពីឆ្នាំជាប់គ្នាដែរហើយការអវ៉ាត់នេះគឺ
châu rùm nông ca bởi cốt bởi chén chiên bì rồi bởi tế hay sau này công chí và dưỡng cư mình một nạp phim đại bàn tự tù score đại Microsoft lư Award Partner of the Year hay mùi tiết đáy cư hàng sau này bởi dưỡng cư dưỡng tự tù bán status thamay mùi tiết cư cố Microsoft Partner xâm rạp Azure Expert MSP. Chúng tôi sẽ đòi bà thích không chia bỏ dưỡng dưỡng nâng miền nâng địa cá tới rốt hai thà cloud chỉ first stage dưỡng bàn tới chỉ một office bây giờ bàm hảo chúng next stage cứ dưỡng nâng tới chỉ một nâng mài cơ sở Azure nâng không bị chạp chạp bàn tay cũng không sợ lại bỏ dưỡng cứ dưỡng miền thím về đi rồi trả hỏi nâng nâng bà thích xem xem tiết tại dưỡng miền expert engineer đại còn công nâng provide solution được Azure rồi hai dưỡng khâm tha webinar ở khai cõi có dưỡng nâng ad consider dưa bằng hai để bằng bộ nâng gọt nít để không chỉ một nâng mài cơ Azure tại bạn chúng chúng còn trong mảng hàng mình tích chuẩn bị customer reference bao dương across Myanmar, Laos, Vietnam and Cambodia chúng dương ban miền customer reference bao dương chiên pram rồi customer bên tai dương mảng hàng này cứ còn tại chỉ a few name that đại cốt miền popular mình tên là nông bát tầng bay nắng và chúng dương ban provide từ cloud office 365 cái đầu chi service support cái đầu chi solution same same tiếp đó customer tiếng ở nơi thế này bạn một tiết chúng nhóm trong bằng hàng đòi sản khai đấy để tông như một solution để công môn so lan bảo dương focus cứ dương thuê từ là tìm mối bao sản khán từ là digital transformation hay tìm biết cứ đặt tại sản khán tiết đặc biệt dương châu từ không sản máy digital cứ dương thời tại focus lang từ là security hay cloud solution cứ dương provide mau chỉ mỗi nâng digital information nâng đá hay tiếp bay đã tông chỉ mỗi nâng software hardware hay dương focus sân thà bài tập rồi từ là Microsoft solution hay dương còn miền vòng đá là team sản phẩm provide solution đã tông mỗi nâng business solution đôi chia CRM SAP BI document workflow etc hay mỗi tiết đã tông chỉ mỗi nâng technical support bạn chúng softline bọn dương cứ dương miền dedicated department mũi cứ focus từ service support tại đó cứ dương hai đại softline premier support service cứ dương provide tech support để tăng cho mỗi năng chapi infrastructure là hỗ trợ đó là critical application đôi chi actual server optimization cả đôi chi DRDC same và chúng để tôn chủ mối năng softline service support cứ dương ban focus từ lư đào sủng khăn từ lư cả thay tóm năng thứ mất ao business bỏ tiền chốn cứ up and running đã bày chi viên là bàn hà sinh sĩ năng đặt sai bàn hà bàn toàn về bìa bạn hay sản phẩm next month có dương miên even mối đá để tôn chủ mối năng softline cyber Security Center cứ SOC person và bom bồn chạm bấm cứ hàng khi ông công càng nghề bảo dưỡng như là xe webinar invitation tới hàng bom bồn cứ là ngay đi vào mùi khai cầu nhật bản hay chỉ trong cầu ấy cứ còn để trong không còn để trong hai line một tết chạy tuần hà hai đầu ấy có bom bồn tới consider công phần sọt line bảo dưỡng cứ tìm mũi cứ dương reliable hay năng proficiency thì ví dụ như central contact point sản phẩm bom bồn ngọt nghĩa IT thì bấy cứ dụ miền xa khá nơi căn tiệm xem xếng ưu tiêu hòa thà bom bồn bom bồn ngọt nghĩa cứ chỉ conglomerate rồi có chỉ bom bồn đại miền xa khá nơi tiệm xem xếng tiết chẳng cứ dương ai miền xa khá nơi tiệm xem xếng đâu chỉ hàng tệ chuẩn này là bấy bao giờ bạn đôi khi chẳng dùng từ của bạn là local hoặc local employee bạn hay thì muốn để tăng cho mình năng qualification năng expertise cứ dùng miền team để quạt miền bắc south cả đôi chị lock bàn provide solution rồi mà hái được cái nông team xa nơi cái tây đầu tây tiết năng bay cho rock cả đôi chị bay cho hàng một trăm một pm xem xe bạn hay thì pram cứ common solution bao nhiêu cứ dùng cứ chỉ công hôn là tụi bán ca tục chất vì mình thay vendor cả đôi chỉ market player rôm tiền customer bảo dương phong đại bạn ok chân sản phẩm ca này nó làm công hôn sọc lại bảo nhóm cứ nhóm bán mình chọc đa dạng khép chân chỉ
Next step cứ dân xong này nó chún từ bằng phần tài đó tại trong chuyển mỗi năm Microsoft Defender cho Office 365 đại năng thuê ca bằng hai đạo về lục vật sản vật bạn xong trên lục vật sản vật này. Ok, học cân học cân sản vật ba chấm điểm số đang học cái gì điểm số làm sao để bằng hay sự cầm ta bằng bằng đang học này nếu không tính này phải chỉ score nhóm hay bằng bằng class phải chỉ mình bán toàn score nhóm nhóm bán chỉ mua Saravut và nhóm chia solution sale là Softline Cambodia và bằng nhóm xong về share screen mà mình tích. Ok chấm tí bóng. Ok bằng chân topic chương thằng ngày nít cứ dương tệ tương những chương này gì tệ tương chỉ mua những Microsoft Defender chân nơi sau Microsoft cứ develop solution thay thay chỉ chán chỉ sẽ tự more on security và chẳng person bỏ bong session webinar ngày nay bong ai person thì bong miền sầm nua rồi còn miền ấy bong ai post chia comment rồi còn bong ai ăn menu rồi dương ai chlau rồi còn bong miền chia sầm nua ấy dương ai bị phía xa đi bàn thêm đâu bong bong bạch chạm bạch kết tha ok lời chạm chọc session này miền này thả bộ bong miền sầm nua dương ai bong bỏ chia sầm nua máu miền không càng nghĩ dương dương ai dương chạm chlau giờ chun bong và chẳng topic ngày nay bong đang sửa bay nét để lọp pra office bay rồi học pram bị muốn bong lọp lư để tôi chỉ mua những cái thà office bay rồi học pram advanced threat protection và chẳng Microsoft Defender xem office bay rồi học pram này cứ dùng new name rồi Microsoft ban rename bị mua cha rồi bỏ vì nó cứ cái là advanced threat protection xem office bay rồi pram chẳng Defender xem office bay rồi học pram nó cứ miễn tu là ti pi thông thông thì mỗi cái là bộ self attachment, self link rư năng bộ anti phishing attack bong. Và chẳng cứ Microsoft ban develop solution pi năng cứ on top of a chain online protection. Chẳng miền này tha anh ấy chia security parameter rồi bong bạn khơi nhận thì mỗi tiện thông chỉ muốn data ta dương trong secure data và dương nhận mệnh chẳng mình tâm đàn secure data dương thật kết trong pi application dân kết tăng phí device hay nâng dân kết phí identity và chẳng là không đi bởi sân dân kết mơ phí kẻ ra phí sử máy môn mà đọc bài cho bọn dân kết phí on-premise rồi có on-prem data tại dân control data dân dân mạch và bởi sân dân control data là lựa on-prem hay sắp thay mình này là dân thư hybrid data dân mà dân hôn hôn ở cloud rồi có hôn ở somewhere rồi có dân miền public cloud rồi có dân miền private cloud hay mối tiết cái dân lựa internet khả năng lượng internet tại dân phân tích data dân dân mạch. Ok bà này vì vị trí cả data và dân bị persistent data protection rồi biến on-prem nâng cloud chẳng dân ai phân tích data hay mối tiết là out of control đó data và dân bà chẳng tệ tương chỉ mời ông ta bằng hà dân dân bị dân một cái lệch hơn với dân bằng hà và xin vật data và dân store nơi on-prem phong store nơi cloud phong rồi còn nơi public cloud rồi còn private cloud chẳng dân kết ông bí productivity vì cầm hôn môi môi dân kết bị productivity chứ in term of productivity dân kết tế dân đã kết bị security đại ọt chứng business môi môi là kết bị productivity tại in term of productivity dân thật kết bị security đại chứng productivity nâng security tới tại bản lần mỗi kia dân mình ai thả kê lâu bởi mà dân increase security dân nâng reduce productivity chứng anh ấy nhóm ưu tự hoa dân sản mạng cho thả dân ở lỗ staff work from any location any device rồi có any time ấy nào ấy nè, chẳng cả bị muốn bên này thay dương ao là to là bọc lớp một phơi ca nơi không office bạn ai quạt phơi ca quạt có được có quạt cái này vì bạn hiện tại chẳng mà đọc sau máy ba chập bón đấy thì bên này thay dương ai phơi ca đòi mình chạm bạch miền vì bạn đấy đợi office bề prem rồi có dương phở cloud rồi phở azure rồi bao microsoft này cứ no need vì bạn tại và sau này dương thời ca trong ban này more secure tiết only dedicate xem nhập location rồi có xem nhập zone và dương ai increase dương ai implement vì bạn bàn ok chương solution thứ hai này cứ nhóm trong và hai tại miền tại pi chậm nói tê tại đại xa defender office bay phải nó cứ chia additional security layer protection đã build on top of a chain online protection và chẳng để bọn bạn đang xem với a chain online protection miền anti spam anti spyware anti malware tầng on này chương pi đại tầm khăn đấy kia thá hay bọn đang xem với cứ Microsoft cứ invest là hỗ trợ đó pi billion
đô la dạ bên mà chăn nam từ lứa đi từ lứa security hay Microsoft ban invest từ lứa IT personal lớn xem đẹp security nó cứ bay quan pram rồi IT personal chiên xem đẹp only security xem đẹp bộ cyber attack và chương này không nói đi bằng mới vậy vì service ATP architecture bên dưới ATP architecture bên dưới vì sender nếu không lấy nhầm vậy thì việc tôi chỉ mới nâng kẻ tha vụ anti phishing rồi có target attack through email thì chúng tôi through từ lơ endpoint như nâng cái dùng team next speaker Mr. Dina còn nâng như vậy bắt đầu lên nâng chương bóng mời vì sender một nâng sender đó vì ok chúng mong mơ nơi sender này môn nâng sender đó endpoint dân nơi đó recipient ta viết thử cá chlong cắt ích là chẳng nâng nóng ní office bởi phép hay chlong cắt office bởi phép cứ dân miền kẻ thả by default dân miền EOP và chẳng EOP dân ta miền tùn tí thuê ích là chẳng nhầm nâng show bóng nơi next slide và tọa một tiết hay dân miền kẻ thả bộ time cho mùi nâng additional layer protection chẳng dân miền suspicion và xin bởi email phải dân miền suspect chia kẻ thả virus mean attachment mean virus rồi có URL mean chia backup link backup backdoor rồi có chia trojan rồi có chia script nào mỗi ra nữa file phải dưỡng để file office document rồi có file PDF chẳng hạn chứng Microsoft solution nó cứ mean dedicate mỗi cứ sandbox nó cứ run map test verify execute registry evaluation đó nè chứng bớt xin chỉ suspect thà nâng việc vì unsafe cứ delete attachment cứ riêng replace hay bắt đầu mới safe cứ dùng send rewrite link hay bàn một đầu là cái này ok và chương dùng mới next slide anh ấy bao mới bị kêu EOP non exchange online protection hay việc build on top mà này cứ miễn pin đi part time chương dùng mới solution thì mới để tương chỉ mới nâng bị email để send mau bị khang sender nâng nông sender hay nè để configure bong bàn bong nè để lock vào office bề phẳng cứ miễn experience vậy vậy cứ kia là email route through EOP based on MA record đã dựng mang create nâng chẳng nâng nông MA record miễn mail protection.outlook.com này và chẳng nâng nông nâng cứ cái kia tiệm bông thì mỗi nâng miễn a lot of security layer protection miễn perimeter protection miễn IP based blocking hay by default nó cứ anti spam engine rồi còn anti malware tầng on nó spam protection nó miễn include miễn include three virus engine nó ok bong sum bo còn miễn sum nua ta how ATP deal with zero day attack ba chúng nó không nâng tam bất bẹp bong chỉ muốn nâng zero day attack nó muốn đăng ngày miền data person và mà miền email phishing mùi ok nhằm xong sau chỉ muốn bằng tách để sản năng viền clay data chúng person và miền email phishing mùi và email phishing nó cứ về chọn tam chỉ save link rồi gọi save attachment chúng nó không save attachment nó cứ tới ban này bỏ một vĩnh cứ dùng miền send bỏ này và chúng cứ nâng sandbox nó cứ dùng verify và sân bad link rồi gọi ấy nó cứ dùng chập đam delete rồi gọi rewrite link từng ngọn này và hai và sân miền attachment đấy cái viên là suspect virus chỉ là copy hay viên là delete email này chém và viên là replace attachment hai mối tiết URL link chẳng đấy với suspect bad URL link tại vì ai harmful đó đó PC và dưỡng đã ai thưa ai miền chỉ lo phải không ai bị chun phò miền tới hacker rồi attack nó cứ save link nó cứ ban rewrite link hỏi bên xong bây giờ user ban click từ lưu link nó có link nó từ bàn rewrite từ trên link rồi bọc máy xong mũi thoải nhầm đằng sâu bong nó tích tiết bong bà sâu bong nó tích tiết ok chân lý hay bong mới tệ tông chỉ muốn nâng dương biên policy enforcement chân anti malware chân biên anti malware scan đòi three antivirus engine hay và tóm mới dương biên kia ta policy enforcement chân sầm khán là sầm IT admin rồi có IT pro và dân cứ cầm nát policy nè lơ cái email transport rule chẳng bà dân bà cát policy mà thà bà xin bà email nâng bên attachment hay dân suspect attachment scan rồi có forward rồi có thơ ca notification rồi có ca replace attachment rồi có delete ấy cứ dân ai set nè cái transport rule này chẳng dân bên quarantine nè không này và tỏa mô attachment bọn đang xé bày thòm đá email là bọn bóng tay đại tùa mình này là spam filter hói nâu tại vì ở ai suspect mà rồi phía rồi thật thì spam rồi có chia kẻ là gold email này chân viên deliver từ một toàn tiệt kẻ là save sender rồi có content scanning miền SPS
bà tiếp tục chúng mình đang phụ đội bóng xua những biểu mùi nâng zero để thạc nâng để chúng phụ SPS record nâng có chia cho nội trong can đây bóng tiếp tục chúng mình đang SPS record bà SPS record này là sender policy framework chúng mình đang copy chúng mình đang email spoofing rồi có impersonate để ai send email cho email bị domain clone ai center clone ai center user nâng không organization nâng kia là phụ chẳng là không nâng miền SPS miền đi kim miền đi mạc chẳng dương thời tại configure bộ ở đằng bay tụ DNS name nó bộ của châu nên là chú ý cà phê và chú ý cà phê nó hơi mục tiết bọc email international spam mình đang advanced spam control chẳng spam nó có viên miền là vẻ vì đấy được bóng đáng ai xong bay được bóng ở office bay phim được có any other email solution nơi đó miền spam clear châu đây xa dương miền international spam rồi có spam white list phổ biến nó cứ cái miền score phổ biến miền bị muối tự đo phẩm buồn những từ bằng miền spam score muối đòn buồn chẳng bật sân để muối tự đo bấy cứ consider thành good email cứ ai châu đang inbox tại vì ai buồn tự đo phẩm muối anh đang vì ai châu đấy đó chẳng tại vì phẩm muối từ buồn mà xin spam score identify rồi có learning anh đang bật sân bật score biết đòn buồn cứ anh đang cứ category spam cứ delete message ở châu đấy và chẳng nói không nói đi và time bị lơ năng tiết và toa bị dương ai scanning ấy từ lơ content từ lơ attachment ấy tiết từ dương miền cái là advanced protection rồi có một mấy những cái defender of it bởi vì cứ dương miền cái là safe link safe attachment hay là safe link chẳng nhầm những dây âm phí function này và to từ tiết và chẳng một lần email cho tự đo nó không khổng bệnh network hoặc dương cứ trong cắt multiple of security layer protection bộ dương miền sử dụng bạn bằng bằng số ván bằng EOP manual config by IT admin automatically bạn bằng tạm bắt EOP nó cứ by default mà we enable là dương admin rule lấy tra này đây sao này chỉ default rồi bỏ exchange online protection nó cứ default là parameter và biết scan này dương ai thưa admin rule khác bằng ai scan dương ai cả rule bạn khác bằng nơi không năng tại vì admin rule lấy tra đôi à advanced protection này chương dương ai set rule bạn tra chương default máu về miền này bằng chúng đi dùng mở pi safe attachment nếu không safe attachment nếu bong mấy bong sầm bong có sửa thập tự again zero day explore có email attachment nè chương by block message provide admin visibility đảm bảo control có compromise the user nè chương bớt sân mở main user nè có send chia cái bad link rồi có send chia virus attachment thì mỗi cứ dùng miền leverage sandbox technology đảm bảo analyze từ lừa nè mong và chương vì miền machine learning rồi có spam learning technique đảm bảo ok ok sum nu bong person ba spam nung lech 1 គឺ consider គឺ spam score lech 1 ទៅ 3 នឹងគឺ default គឺ មិន ជា spam ទេ មាន ន័យ ថា ការ analyze របស់ វា បង analyze គឺ យើង មាន spam learning technique របស់ វា គឺ analyze ប score ពី 1 ដល់ 3 គឺ ចូល ទៅ ដល់ inbox បង ធម្មតា អា នឹង មិន ជា spam ទេ ok អញ្ចឹង បង នៅ ក្នុង នេះ យើង មាន គេ ថា miền pí vòng mơ pros a pa khmau hay nâng srei sát pa qua lương này chẳng người sân là dương identify là chỉ spam rồi có chỉ bad attachment ấy cứ dương tất cả rewrite message rồi có drop message nâng tầng ở bàn này cứ block nâng chào bà chẳng nơi khả năng ní bóng mơ vì bật tích data ní mà nơi kháng end user vinh chẳng ổ mặt hay user nơi khả năng organization bóng receive email chẳng nơi khả năng receive email là dương man set chia kẻ ra dương miền send bọc mối xe mẹp analyze chia spam rồi có chia bài rơ chẳng email là dương ai set policy mối enforcement thao và xin thì email nâng cứ suspect chia spam ở email nâng deliver từ inbox thoa bà đa xin từ lưu content ní vì admin bành hài y tế hay bật tọa mó attachment nơi khả năng ní cứ dương keep scanning và dương keep scan assign to the policy mean that you can set policy tha cầm long pel that scanning គឺ ឲ្យ email content send tới តែ attachment អត់ download បាន នេះ lutra តែ save attachment scanning job បាន អាច download បាន អញ្ចឹង យើង អាច មាន set policy នៅ ក្នុង នេះ ហ៎ បង បាទ ហើយ វា មាន គុណ សម្បត្តិ និង គុណ វិបត្តិ តែ ចំពោះ រាល់ ការ scan អញ្ចឹង យើង អាច ធ្វើ ការ គេ ហៅ ថា ធ្វើ ការ whitelist ឬ ក៏ យើង ធ្វើ ការ exceptional ក្នុង ករណី ថា same user send នៅ ក្នុង the same organization by scan attachment ឬ ក៏ send ទៅ some specific domain ដើម្បី ធ្វើ ការ send scan attachment អញ្ចឹង ដែរ ព្រោះ នៅ ការ scan នេះ វា នឹង take time ដែរ ចន្លោះ ពី 5 នាទី រហូត ទៅ ដល់ 30 នាទី
chấm bua thư thư ca scanning bằng ba chương viên miền quân giọng mát đang quân bị bạt đài chương những ai ở lô được gọi những từ ok chương này tại đâu chỉ muốn admin với được hàng admin vẫn bằng cả đặc biệt visibility là bây giờ control thì mỗi tại đâu chỉ muốn này person chỉ block message current and future email attachment with the này chương bằng xua là hàng miền EOP cứ admin lại đi tệ tại chấm bua ad advanced protection và dùng miễn function này hay bắt top mới dùng email redirect chứ những ai set policy mới và email đang miễn bad attachment với IV redirect từ IT admin IT help desk để monitor analyze và time chứ human analyze và time và những ai set miễn policy những ai monitor ai ấy như thế hay bắt top mới dùng ai apply và hai nóng này bắt top mới cái ai miễn notification chứ những miễn notification bị email mới chỉ spam chứ email chứ những ai analyze từ đầu là email nữa chỉ email phần có được gọi email chỉ virus chứ và chương gọi mới chương miền safe link là không safe link đấy cái chương đá chương miền pì chương miền này this guy black guy rồi gọi lady này cứ quạt miền user có phải quạt miền cái là advanced protection là mấy cái pì chương pì là user send spam send email tôi bây giờ quạt click gọi click link nâng có việc ai click tới lưu original link nâng bàn này cứ tới bàn rewrite web server platform rồi mong Microsoft nâng cứ change reputation này check you all nâng tầng ọc bàn tại nhìn bố this guy với process ad này cứ person bà miền link you all là send click đó nâng inbox hoặc quát bây giờ có click viên nâng chạp đang tự rắn tự open link nâng chẳng dừng ở đăng thần link nâng chia safe link rồi chia phishing link này đây bây giờ có click tới lưu link nâng viên nâng chạp đang execute được cả ai mồi bà viên nâng execute từ thứ ấy mùi chứng dừng mơ nơi khổng này bằng mình protect URL detection chứng mơ send bằng mình URL này email đại ca send mình link và tỏa mơ dừng mình sandbox learning techniques mà identify là việc chia good link rồi có việc chia bad link chứng dừng identify này hay và tỏa mơ và send dừng link năng việc all rồi có việc ấy tế chứng ai change rewrite link năng tầm đồng bằng nếu không nói bằng mới chẳng dùng miền sampling experience dùng ai sẽ dùng ai cần nói bàn dù al dù này nếu không policy nhưng mà sâu bằng hai bộ mà vậy đây chúng nói là mối tiết mình này thà nếu không dù al nó bây giờ user quạt click link hay quạt ai để thấy đăng để thà ta user nào bạn click trở link hay quạt click về na quạt click bằng nào đó cứ dùng mới đăng tiện nếu không nâng bằng chẳng lại này miền bằng phải dùng khăn do not track user click hay là này do not allow user to click original link chúng bật sân link đang chỉ bad link vì ai đừng này và chúng được không đi dạng đấy website về click tới gửi block block link này ok hai này reporting chúng được không report cứ dương ai mở máy đôi chúng ta bằng nhóm prab bằng những url trace report chúng miền user recipient miền url để có click hay action ở ấy block rồi có sửa cái và nó không là nhóm sâu bằng thì tiện mà ok bà nhầm ok nhầm số bong tách này không bong à tôi bong miền chia sầm nổi ấy bong miền sầm nổi tiếng đấy thay miền nắng bong mới đi nhầm số nên là interface office bây giờ pram chương bắt toàn mới nhầm log in cho từ mau lại nhờ security bà này không security nắng nhầm bàn đi hỏi hỏi security nhưng mau threat management bà như một threat management dùng một loại policy bà nâng nông policy này bằng nguyên khơi nhờ anti phishing anti self attachment self link chứng nâng nông self link này dùng mở dùng miền policy vào việc đại bong sử dụng hàng đám nó xuống là EOP manually được configure nâng by default bị mang hỏi chứng dùng ai create policy này nâng nông policy bằng miền bà dùng ai edit policy mắc chứng này name setting chứng này URL monitor apply real time apply safe link email with organization do not track any client này do not track nó phải được click click ok ba đây là về lý dương miền ba chẳng ở và top máu dương miền policy này mối tiệt nơi không save attachment nó còn dạng đấy nhưng trong số bóng chẳng những ai create policy năng save attachment the action với thời là lại này dầm khăn bóng cư kia là policy enforcement tệ tông chuyển mùi năng impersonate ấy năng tự ngọt năng bà chắc những ai edit policy mà nâng policy nâng dừng ai cài view ok nè chứng ông mà tha save attachment unknown malware thường hoa nâng chứng dừng miễn action
of attachment will not be scanned. Just replace block attachment with detect malware continue deliver message. Chẳng message tăng nơi ta deliver đã đạt. Hai tọa mới dùng mình redirect này. Redirect từ nạn nào mùi nằm bây monitor từ IT địa điện tử. Ok. Và which plan already have a defender. Và E5 bằng bằng sở rạc. E5 rồi OE5. Hãy bây nó nâng slide. Và ok. E5 bằng bằng miễn plan năng. Ok, chẳng bật tỏa policy này, nhóm bạn set hai dương mơ, lại report với nhóm. Chẳng cứ reach out report, dương mơ nóng dashboard. Chẳng dashboard, bây giờ nhóm mơ cứ viên report cho cái này. Lightly spoofing domain over past 7 day. Chẳng cứ ảnh miền này, dương ảnh monitor nóng này. Impersonate over past 7 day, chẳng dương ảnh set mơ. Chẳng dương ảnh mơ mơ email nóng này, ấy cái home chẳng mày. Chẳng hạ khiêu khiêu nóng green này, chứ tụ tớ gửi lòi. Chẳng mơ mơ URL protection report, ok, chọn lời viên mơ. Chẳng bọn được khả năng bọn ai mơ đăng sẽ kê đạm mạng overload viết total block. Anh ít để tâm cho mình đứng URL protection bọn. Đã nhầm phép tháp là user click, user na click, tờ lưu link, link A block lửa lâu đứng cư nơi lại nâng. Chẳng nhầm cho tờ lưu report. Ok, xa ra bọn nè. Chẳng ngày nâng mà phê bằng bấy mau bốn chiếc phần mấy nâng nhầm bán cho tờ lưu link mùi nè. Bà, chẳng gửi link nè. Cho tớ gửi action mà nhầm block ở việc run tờ vậy. Chẳng nơi khả năng email phần nhầm nít còn chẳng đá. Nhầm sâu bọn mùi tích. Này. Chẳng được trong email vi scan tiếng cái thả attachment hay scan tiếng được trong URL. Chẳng bóng mơ cái này nè, email là biết đối cho bộ spoofing email này, do domain ở mình spoof về bộ phishing. Chẳng được trong link này, bây giờ nhắm chặt đang click cái link này cứ bật tay cứ block đem nó link này, cứ ai châu bạn này, chẳng hay vì mình tracking. Bà hay xong bay tại nơi trong link hay cái dương miền chỉ attachment trong năng tiện. Attachment này và copy URL rồi có gì vậy đó nó nâng có việc block này nếu chỉ Defender Office phải làm những demo gái ở mà nhưng mà bạn mới chọn thế nhưng cho click download vô browser nên nhưng cho click download viên đang on on download đấy thế viên đang on back original link không pa ở chỉ unsafe link này thế bà chẳng viên đang bạn tên này bà ok bọn anh em show bằng phần năng ok back to slide tích ok để tôi chuẩn mua năng ATP rồi có Defender mà Office bởi phép năng viên mình mình apply tại tờ email thế cứ apply tờ SharePoint OneDrive for Business hay năng Microsoft Team chẳng việc apply tờ lời buôn category buôn platform năng ok xâm nua bọn mình xâm nua for our organization can send email to other email and can receive what policy. Anh ấy bong thử chân thử identify ở xâm nua bong Li Ching ná. Bạn ấy chấm nhóm ai tẹt tông xoay xâm nua bong tam khói bạn ấy viết thử ca identify chân bong dân identify tăng bị sender tăng bị recipient configuration mạch mạch nhóm bong bộ ấy dân ở ai xoay tháng send up change rồi send up chỗ đời xa ấy ở toàn bàn này tẹt tông chỉ muốn tìm mũi cái hát là NDA report thiệt về đã bong sender bên năng delivery report nâng chị ấy kê bà dân ai identify header vào việc bạn bong ảnh nâng chạm nhóm ai tê bình dụ bong bật thêm được nâng. Ok bong, chẳng bong mình dùng nụ ấy tiết để tôi chìm mùi nâng Defender sẽ mẹ Office bè bèm ngày này chẳng bong. Bong bong ai ăn mình nhút nó, bởi mình nhút sẽ dìa dùng nụ bong ai ăn một bàn. How can restrict installation Office on tablet Office BPM tạm bất vẹt tông chỉ mỗi nâng installation nâng bóng đăng ai thả về là bóng chảo tinh nó Office BPM bị ai install bán lo đo đập RAM device mình này là RAM PC, RAM tablet, RAM smartphone trong phố cao dịch strict nâng nâng vì tệ tông chỉ mỗi nâng policy và dưỡng cái bóng dưỡng ai policy tê dưỡng ai miền là kia thả intune rồi có mobile device management, mobile application management chương additional function và time thiết bong function viên nó IME chương ai bật tách bàn nó năng restrict installation bàn bong ok bong means xây tiết bởi xanh dự án tích nhằm pass từ next speaker Mr. Dina còn năng bởi dụ bật time bong tệ tông chỉ mùi năng zero day attack rồi có defender từ lửa endpoint rồi có identity protection năng. Ok nhằm xong slide xong đúng mối tiết bong xem bạn what is different between Office BPM normal and Office program.
Office program hả bóng đối với Excel standard rồi có ấy nâng mến bóng standard pro plus anh nâng perpetual license đã Office 365 cứ dịch cloud subscription ba cloud subscription bên nâng bóng nhưng mà ok bóng chấm điểm đi pass từ đi nè miễn sử dụng bóng ai drop một chắc nhưng mà cloud tam khỏi bàn bóng này OK. Ở cuốn băng giáo vật thầy, xin mời session từ Office BPM ATP. Chứng xin mời. Nên ngày sau đây băng phồn ngọn thì chứng xin mời session là một tập này. Tập bị băng giáo vật chứng nhóm đừng dạy bị tập hết ATP được như thế. Chứng session một tập nữa nhóm đừng dạy bị Microsoft Defender for Endpoint nhóm đừng Microsoft Defender for Identity. Chứng muốn đừng cho đó nhóm xong. Mà chị ạ đi tới chứ xâm lạc Microsoft Defender for Endpoint bây giờ dạy tới bị thả Endpoint nhận ngọn đi phải dịch score này dạy tới ở nít chia solution bằng Microsoft mới đầy focus từ lời Endpoint solution tại chúng mua vào viết bình môn mình chia Microsoft Defender for Endpoint thì chẳng lẽ nên chọn mình sẵn đã được ra chúng mua Microsoft tiếp tục đầu thầm mây để bình môn chúng mua vào viết Microsoft Defender for Advanced Protection rồi có Microsoft Defender for ATP chẳng vì chia Endpoint bắn đồ mùi chứ mùi nâng EDR solution. Chúng muốn đường châu từ đó ok chúng muốn đường châu từ đó topic nhóm xong lượt giờ thì strategy mà chúng muốn hay đường tịnh định mà chúng muốn đại hacker quạt CGM attack thì cần tháp ban này mùi thì để không đi đấy cứ từ lượt strategy chúng để không chrome hôn rồi cứ tháp ban mình tha thông mình tha tối vậy chúng xem rap resort rồi cứ data vị trí còn miền sông Hàn và các đồng hồn cứ thông niệm dương chỉ IT thông niệm dương chỉ nhà cà phê và quan sát bát phết cứ dương từ thua mấy đồng bảy cà phê ở ban này đi dọn thằng ở mình ở miền cà lịch lìa rồi có bảy lìa rồi có từ ban hacker có attack rồi có luôn giờ từ prapra nơi không bậc cao nào mùi thì chứ ở đây để dương từ cà phê xem lại dương chỉ IT cứ dương từ để kết cụ từ lượng sức thì chứ kết cụ từ lượng sức chủ thì là về nơi không đồng hồn bao dương dương từ bậc thang sức chủ thì là về nãy khá đậm bay cao pi từ lưới resort rồi gọi data bao nhiêu từ on hơn đậm bay về strong chương nơi khung chuẩn nói chi đấy vị trí hot question mùi nơi khung về bài cho bọn thì vị trí sầm nô mới đại gặp vùng đại bình nhóm đại dương chi IT dương chi nhẹ chấm điền khang cao pi bọn vật thiết cái dương thể xu luôn ai dương thể xu thà ta bài cho bọn dương cực cường từ lưới bọn vật thiết dương miền thu dương miền thu từ ngõ dương miền thu là khá là cà phê dương chẳng đôi chi sầm đồ ti môi chẳng vì chi sầm đồ môi đại gặp vùng đại bình dùng đấy chẳng là can you detect a species activity on the network chẳng là không sầm đồ nấy dương dương chi sạp chi yếm su từ căn lúc này hay ta nên không tham bàn với dương dương miền thu từ cái dương miền ủng cò là khá là bay vừa cả detect từ lưới activity rồi có suspicious activity nên không network bởi dương rồi có scam phép na đây mình pro cái đây nên không network bởi dương chẳng thòm đá dương rồi ngay prà prà không network bảo dưỡng bảo dưỡng ở miền thu dưỡng ở miền monitor thì dưỡng và còn chuyện đánh chuyện khác không network bảo dưỡng miền malware rồi còn miền bạch đồ rồi còn miền vài rồi iran này không những bảo dưỡng đánh này chính sầm nô mùi tiết chi sầm nô đài cặp vùng đã bình dùng đấy how do you know if credential has been compromised chính thật chỉ thông đá bây giờ vậy tới khi chán từ email đôi chị email là feedback cảm đấy chẳng chính ta dùng miền thu này là đại dương check đăng thật việc là user và những thời bạn không rồi mày đã hacker của attack rồi của control từ lời user này username password rồi bảo user rồi bảo gì ấy xem lại xem đôi tí bay đấy cứ ta dùng how can you create remediate advanced protection chứng chỉ đội ní nơi bây để incident ban cả là thấy ta dùng miền thu riêng biệt động cơ nó đầm bay respond to the incident đã ban cả lần những chứng anh ấy cứ tiện thường từ những sự thì được như đấy vì dương thường miền endpoint dương thường miền firewall dương thường miền EDR solution dương thường miền để dương thường đảm bảo cả gì chứng bắt đầu mau sử dụng bắt đầu tiếp sử dụng trong cái này how do you protect user for from email script chứng chỉ nói này ta chỉ nói này vì chỉ sử dụng mỗi đài cặp vùng để dùng được như đấy vấn đề đấy cứ bằng sản phẩm các bạn lựa mà nhớ đặt tên email chẳng nửa lời email là phi bạc phẩm chẳng và xin thì dương admin bảo thi layer protection apply đôi chi email defender for and
for Office 365 នឹង ដើម្បី protection filtering ឬ ក៏ scan មើល ទៅ លើ email attachment នៅ ក្នុង mailbox ទេ អញ្ចឹង រាល់ email ទាំង អស់ នឹង ងាយ ទៅ ងាយ ទទួល រឿង គ្រោះ នៃ ការ វាយ ប្រហារ តាម រយៈ phishing attack អូខេ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ចំណុច នេះ ដែរ ពេល យើង និយាយ ទៅ hacker គាត់ តែង តែ ព្យាយាម រើ មើល ច្រឡោះ ប្រហោង ឬ ក៏ ចំណុច ខ្វះ ខាត នៅ ក្នុង ស្ថាប័ន របស់ យើង នីមួយ ៗ នឹង អញ្ចឹង តាក់ទងទៅ នឹង identity app data device ឬ ក៏ infrastructure របស់ យើង ទាំង មូល នឹង វា ជា ចំណុច មួយ ដែល យើង ត្រូវ តែ ការ ពារ យើង ត្រូវ តែ ពង្រឹង អញ្ចឹង បាន ជា ស្ថាប័ន ខ្លះ គាត់ មាន ធ្វើ ការ pen test assessment ធ្វើ ការ នេះ ដើម្បី រើ មើល ច្រឡោះ ប្រហោង ឬ ក៏ ចំណុច ខ្សោយ អញ្ចឹង វា អាច មាន នៅ លើ server វា អាច មាន នៅ លើ application វា អាច មាន នៅ លើ system ដែល យើង public ទាំង អស់ នឹង អញ្ចឹង វា ជា ចំណុច មួយ ដែល យើង ត្រូវ ការ ពារ អញ្ចឹង ពួក hacker ឥឡូវ នឹង សបោ យើង និយាយ ទៅ hacker សបោ ចង់ សបោ ជាង ខាង អ្នក ការ ពារ security ទៀត អញ្ចឹង ពេល ខ្លះ ទៅ គាត់ ចង់ test លេង ទៅ ពេល ខ្លះ ទៅ គាត់ អាច ដាក់ យើង ជា គោលដៅ ដាក់ ក្រុម ហ៊ុន យើង ជា គោលដៅ អញ្ចឹង ទៅ គាត់ ព្យាយាម attack គាត់ ព្យាយាម រើ ច្រឡោះ ប្រហោង ដើម្បី speed ចូល ទៅ កាន់ ស្ថាប័ន របស់ យើង តាម មធ្យោបាយ ណា មួយ ដែល គាត់ អាច មាន ទៅ technique របស់ គាត់ ដែល គាត់ ប្រើ សម្រាប់ Microsoft គឺ Microsoft គឺ take care ទៅលើ ទាក់ទង script protection ហ្នឹងដែរ អញ្ចឹង បាន Microsoft build Office 365 មក គឺ មិនមែន សម្រាប់ តែ email communication មិនមែន សម្រាប់ តែ collaboration ទេ គឺ Microsoft ក៏ បាន គិត ទៅ លើ security ផង ដែរ អញ្ចឹង Microsoft បាន គិត ទៅ លើ identify identity ទៅ លើ endpoint user data cloud app និង infrastructure របស់ យើង ទាំង មូល អញ្ចឹង នៅ ក្នុង ចំណុច ខាង ក្រោម នេះ Microsoft detection ចេញ ពី intelligent graph security របស់ Microsoft នឹង ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ 6.5 trillion single per day ទៅ លើ detection ទៅ លើ malware spam phishing attachment ឬ ក៏ ទៅ លើ ការ attack ផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈអ្នកដែលប្រើប្រាស់ product របស់ Microsoft អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមនិយាយពី technique នៃការ attack របស់ hacker នេះអញ្ចឹងយើងនិយាយទៅមុនពេលដែល hacker គាត់ speed ចូលទៅកាន់ស្ថាប័នឬក៏គាត់ attack ចូលទៅកាន់ស្ថាប័នរបស់យើងបានគាត់ធ្វើការឆ្លងកាត់អីគាត់ធ្វើ technique អីគេប្រើមធ្យោបាយអីអញ្ចឹងវាមានមធ្យោបាយច្រើននៅក្នុងឬក៏មាន technique ច្រើននៅក្នុងការ attack ឬក៏ព្យាយាមexploit ទៅកាន់ស្ថាប័នណាមួយអញ្ចឹង hacker ក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកយក phishing email ដែលជា technique មួយដែលកំពុងពេញនិយមដែល hacker គាត់ព្យាយាមប្រើដើម្បីធ្វើការ attack ទៅកាន់ស្ថាប័នផ្សេងៗតាមរយៈការបញ្ជូន email ក្លែងបន្លំឲ្យ user គាត់ព្យាយាមចុចទៅលើ link ឬក៏បើកទៅលើ attachment ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែល user គាត់បើកទៅលើ link ឬក៏គាត់ click ទៅលើ attachment ហ្នឹងមានន័យថា hacker គាត់អាចក៏អាចមានសិត install ទៅលើក៏អាចមានសិត install backdoor ឬក៏ install malware ឬក៏ botnet នៅក្នុង PC របស់ client ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចនៅពេលដែល install ហើយមានន័យថា hacker ហ្នឹងគាត់ត្រូវបាន compromise ដែល user អញ្ចឹង hacker គាត់អាចមានសិត control ទៅលើ server ឬក៏ PC របស់ client ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកមួយទៀតដែរដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងភាគច្រើនយើងប្រើទៅលើ email Office 365ដែរដែលជា cloud based អញ្ចឹងuser ទាំងអស់គាត់អាច log in បានពីគ្រប់កន្លែងអញ្ចឹងគាត់នៅកន្លែងណាគាត់នៅទីតាំងណាគាត់អាចធ្វើការបាន log in ទៅកាន់ email បានហើយតែគាត់មាន internet អញ្ចឹងគេអាចងាយស្រួលក្នុងការ brute force ទៅលើ account ទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមាន tool ឬមាន security layer apply ដើម្បីការពាររាល់ការព្យាយាម brute force attack ឬក៏ប្រើ dictionary attack ឬក៏ technique ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអានេះវាពេញនិយមដែរទៅលើ brute force account ហើយនិង phishing attack ហ្នឹងសម្រាប់ការ attack ទៅកាន់ userពីមួយមួយដែលគាត់ធ្វើការជាពិសេសអ្នកបុគ្គលិកដែលគាត់ភាគច្រើនគាត់ធ្វើការនៅក្រៅនេះអញ្ចឹងនៅតាម restaurant នៅតាមហាងកាហ្វេនៅតាមអញ្ចឹងកន្លែងដែល internet វាអត់ safety អញ្ចឹងបន្ទាប់ពី hacker គាត់ attack control ទៅលើ user PC នឹងបានគេចូលទៅដល់ step មួយហៅថា lateral movement អញ្ចឹង hacker គាត់អាចព្យាយាម speed ឬក៏ scan នៅក្នុង network របស់យើងដើម្បីធ្វើការ attack ឬក៏remote ទៅកាន់ server PC ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុង network របស់យើងដើម្បីធ្វើការលួចឯកសារឬក៏ធ្វើការ compromise ទៅលើ domain controller អញ្ចឹងនៅក្នុង step នេះគោលដៅរបស់ hacker នៅពេលដែល attack ទៅកាន់ស្ថាប័នរបស់យើងបានហើយគឺអ្វីដែល hacker ធ្វើបន្ទាប់ភាគច្រើនគឺព្យាយាម compromise ទៅលើ AD ទៅលើ domain controller របស់យើងដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រង network របស់យើងទាំងមូលអញ្ចឹងនៅពេលដែល hacker គាត់អាច compromise AD domain controller របស់យើងបានហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង network របស់យើងគឺគាត់អាចគ្រប់គ្រងបានទាំងមូលឬក៏អាចធ្វើការលួចឯកសារគាត់អាចធ្វើការ remove គាត់អាចធ្វើការ delete ឬគាត់អាចធ្វើការលួចយកអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះ hacker គាត់នឹងអ្វីដែលគាត់យកគឺគាត់ scan មើលទៅលើ sensitive information ដូចជា credit card ដូចជា username password ដូចជា credential password អីហ្នឹងអញ្ចឹង
cái admin tỷ lệ mới được discover đồng giờ từ lưu sensitive information này chứng từ tập bây giờ bạn hay hay khác cái khác gọi là thưa ca cầm riêng tiệp prạ đấy cô thưa ca giờ phần mềm được năng từ lưu giờ từ lưu này không tiệp sang đôi chị đặt web đôi giờ như thế chứng vì chỉ risk mới xâm nhập tháp ban mới mới đây đây dương thời kết cụ từ lưu chụp chu chụp thi phạm đang chỉ chạm bạch chứng tóm ở nhóm nâng như vậy ha dương từ pra thu lấy là bằng Microsoft Office Program đang bay cover từ lưu step mới mới bằng hacker chứng xâm nhập từ lưu ca protect từ lưu phishing email từ lưu ca prevent từ lưu user click từ lưu link được bằng attachment nâng với dương miền Office Microsoft Defender Office Program ADP nâng chúng đã bày cáp pi đôi chỉ bằng vật cọt bằng sản vật cọt ban là lượt pi từ bộ đã bày cáp pi từ lượt user click từ lượt link từ lượt attachment chúng muốn pi để email nó delivery từ đó client chúng email ADP nó viên thử cả scan từ lượt mail box từ bảo feedback pram nó muốn pi để delivery từ căn client chúng vì redact từ lượt risk margin đấy sản phẩm user cọt click từ lượt link bằng lượt attachment chúng là sản phẩm step exploitation rồi cô CNC server របស់ hacker ដែលគាត់ control ទៅលើ client នេះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ Microsoft Defender ADP ដើម្បី cover ទៅលើការ attack របស់ hacker អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគាត់ bypass ទៅលើ email ទៅដល់ mailbox របស់ user គាត់អាច click ទៅលើ link click ទៅលើហើយអញ្ចឹងយើងhacker ក៏អាចមានសិទ្ធិ install software ឬក៏ install service ផ្សេងៗដើម្បីគាត់អាច control ទៅលើ PC នឹងបានអញ្ចឹងយើងមាន Microsoft Defender ដើម្បី cover ដើម្បី protect detection investigation and alert ទៅលើ PC របស់ client tool មួយនេះដែរគឺ Azure Identity Protection គឺយើងសម្រាប់ការពារទៅលើ compromise user របស់ Office 5របស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចការពារទៅលើការ proof of account របស់ username password ទៅលើ email របស់ user របស់យើងហ្នឹងហើយសម្រាប់tool នេះយើងនឹងលើកយកមកប្រហែលជានៅក្នុង niche webinar របស់យើងដែរហើយជា webinar ក្រោយៗយើងនឹងលើកយកមកនិយាយបន្ថែមទៀតដោយសារថ្ងៃនេះគឺយើង hot topic របស់យើងគឺយើងនិយាយ focus ទៅលើ3ចំណុចធំៗគឺទៅលើ Office 365 ADP Microsoft Defender ADP ហើយនិង Azure ADP ជាងនៅក្នុងបើសិនជា hacker គាត់មាន technique រហូតដល់គាត់ bypass ទៅលើ antivirus ទៅលើ endpoint ទៅលើ firewall នៅក្នុង PC នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើការនៅក្នុង lateral movement នឹងគឺយើងត្រូវមាន tool មួយទៀតរបស់ Microsoft Azure ADP គឺអាច detect ទៅលើ activity អញ្ចឹងរាល់មានន័យថា activity របស់ hacker នឹងគាត់អាចព្យាយាម spread ឬក៏អាចព្យាយាម remote ទៅកាន់ server ឬក៏ព្យាយាម compromise ទៅលើ AD ទៅលើអីហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹង Azure ADP វានឹង learn ពី process នៅក្នុង network របស់យើងអញ្ចឹងវានឹង alert ជា action មួយទៅកាន់ admin center នៅក្នុង portal cloud របស់ Azure ADP អញ្ចឹងយើងជា IT យើងអាចrespond ជាមួយនឹង incident ដែលបានកើតឡើងភ្លាមៗសម្រាប់ tool មួយទៀតដែរគឺទៅលើ Microsoft Cloud Azure នេះយើងក៏នឹងលើកយកមកនិយាយនៅ next webinar លើក្រោយដែរដើម្បី detail ថាតើ tool ហ្នឹងយើងអាចជួយការពារអីបានខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយចូលដល់ចំណុចទៅលើ Microsoft Defender ADP នេះតើវាអាចជួយការពារអីបានខ្លះជាងនេះវាជាតិចនិចមួយដែរទៅលើ hacker ដែលគាត់អាច proof for ទៅកាន់ PC មួយមួយហ្នឹងតាមរយៈការបញ្ជូន email phishing ទៅកាន់ PC client អញ្ចឹងធម្មតាកុំព្យូទ័ររបស់បុគ្គលិកនៅស្ថាប័នខ្លះទៅគាត់មាន policy ឲ្យ login email personal នៅលើ PC នៅលើទៅក៏វាជួយ redact risk មួយចំនួនដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះដោយសារគាត់អត់បាន strict ទៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងនៅលើ PC របស់ client នៅលើអីគាត់អាច login ទៅលើ personal email ក៏អាចបើកទៅលើ personal email របស់គាត់នៅលើ PCគំទើរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចជា risk មួយដែរនៅពេលដែលគាត់បើកគាត់ click លើ link click លើ attachment ហ្នឹងវាប្រកាសជាមានបញ្ហាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើបើសិនជានៅក្នុង PC របស់យើងយើងធ្វើ Microsoft Defender ADP វាអាច detection អាច remove ឬក៏ remediate ទៅលើ malware ហ្នឹងបានជួយ protection របស់យើងបន្ទាប់មកវានឹង update ទៅកាន់ intelligent security graph របស់ Microsoft ទៅលើអានេះបើសិនជាយើងធ្វើ Office 365អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអាច prevent ទៅលើ future attack របស់ hacker ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ប្រើទេបើសិនជាយើងអត់មាន solution Office ATP ទេវាជារីសដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លះបើយើងគួរតែគិតគូរទៅលើអញ្ចឹង computer ឬក៏ email របស់បុគ្គលិកហ្នឹងគាត់អត់អាច login personal email ឬ computer ឬអីហ្នឹងគឺវា redact risk ទៅលើការ attack របស់ hacker ដែរអ
dashboard របស់ Microsoft Feedback 5យើងអាចឃើញទៅលើ alert status real time protection យើងអាចឃើញទៅលើ malicious email found នៅក្នុង Feedback 5យើងអាចឃើញ user anomaly identity compromise យើងឃើញទៅលើ user ណាខ្លះត្រូវបាន compromise ឬក៏ user ណាខ្លះដែលទទួល phishing email ទទួល email ដែល include attachment ឬក៏ user ណាខ្លះដែលបាន click ទៅលើ link ហើយ user ណាខ្លះដែលមិនទាន់ click ទៅលើ link អញ្ចឹងវាជា useful information មួយសម្រាប់ IT power tool សម្រាប់យើង monitor ទៅលើទាំង email ទាំង user activity detection ពី computer PC នឹងអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះដែរវាជា graph មួយអញ្ចឹងយើងមើលទៅនៅក្នុង leader គឺ Microsoft នៅ top 1លើគេហើយដោយសារតែ Microsoft គាត់ជាអ្នក build Windows អញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជាដឹងហើយថាគាត់ត្រូវ build security បែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យវា working well ហើយទាំង protection ទាំង performance ទាំងអីនឹងទាំងការ detection real time ហ្នឹងប្រកាសជាល្អជាង vendor ផ្សេងៗដោយសារគាត់ជាអ្នក build Windows ខ្លួនឯងជានេះវាជា main component មួយរបស់ Microsoft Defender for Endpoint អញ្ចឹងនៅក្នុង component ទាំងអស់ហ្នឹងវាជា component មួយដែលជួយ protection នៅលើ PC របស់យើង real time detection include ជាមួយនឹង sandbox ជាមួយនឹង machine learning ជាមួយនឹងអីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុង component ទាំងអស់ហ្នឹងមាន threat and vulnerability management ឬក៏ TVM attack surface reduction generation protection endpoint detection and response ឬក៏ EDR solution ហ្នឹងauto investigation and remediate action and ចុងក្រោយគឺទៅលើ Microsoft Suite Expert អញ្ចឹងនៅក្នុង Microsoft Defender Endpoint នៅក្នុង Cloud Portal គឺយើងអាច consult ជាមួយនឹង Suite Expert team របស់ Microsoft ទៅលើបញ្ហាឬក៏ incident ដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងដោយសារតែអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញសំណួរមួយដែរពីខាងបងសារ៉ាត់គាត់សួរថាតើ Microsoft Defender Endpoint នេះ available drill ទេបាទបង Microsoft Defender នេះគឺ available drill ដែរអញ្ចឹងបងអាច direct ជាមួយនឹង Microsoft បងអាចចូលទៅ website Microsoft direct ដើម្បី register drill ក៏បានឬក៏បងអាច contact មក softline ដើម្បី get drill សម្រាប់ធ្វើការ testing ឬក៏ demo ក៏បានដែរបងអញ្ចឹងដោយសារតែ Microsoft Defender វាជា cloud based មួយអញ្ចឹងសម្រាប់ការ control PC សម្រាប់ការ manage ទៅលើ PC មានន័យថារាល់ PC ទាំងអស់ដែលមានដោយ Microsoft Endpoint Defender នេះគឺត្រូវការ internet connection ដើម្បី update ឬក៏ update ជាមួយនឹង latest definition ឬក៏ latest signature ពី machine learning ពី cloud របស់ Microsoft អញ្ចឹងប៉ុន្តែចំណុចនេះបើសិនជាអ្នកខ្លះនៅកន្លែងស្ថាប័នខ្លះគាត់ត្រូវការប្រើ endpoint មាន endpoint ខ្លះទៅ offline មានអីក៏យើងអាចប្រើបានដែរដោយសារយើងអាចប្រើជា proxy server មួយ run control on prem ដើម្បីរុញ package latest update ថ្មីថ្មីទៅកាន់ client បានដូចនេះឬក៏យើងប្រើ SCCM ឬក៏យើងប្រើ Microsoft Intune ដើម្បី manage ទៅលើ client offline មានន័យថាគាត់នៅតែប្រើបានជាមួយនឹង Microsoft Defender Endpoint ដដែលទេអញ្ចឹងយើងនៅតែ manage ទៅលើ client offline បានដូចនេះអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាប្រកបជាមានអ្នកខ្លះក៏គាត់ចង់សួរដែរតើវាអាច manage ទៅលើ endpoint offline បានអត់អញ្ចឹងគឺ Microsoft គាត់បានគិតហើយដែរអញ្ចឹងប្រកបជាមាន client ខ្លះក៏ប្រើ offline ព្រោះស្ថាប័នខ្លះគេតម្រូវឲ្យ client មួយចំនួនត្រូវ offline អត់ connect internet ហ្នឹងគឺមិនបាន update latest signature ថ្មីថ្មី Okay អញ្ចឹងចំណុចនេះដែរគឺទៅលើ threat and vulnerability management នេះគឺយើង focus នៅក្នុង Microsoft មានន័យថាគឺយើងអាច focus real time detection គឺវានឹង detection ទៅលើ component ទៅលើ software ទៅលើ application ដែល run នៅក្នុង PC ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងវានឹងសួរថា software ណាខ្លះ vulnerability ជាពិសេសសម្រាប់ស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើ software crack ច្រើនអញ្ចឹង software crack ច្រើនវាជា risk មួយជាងគេអ្នកខ្លះយើង install ហើយយើងអាចដឹងថា software ខ្លះ embed ជាមួយ malware ឬក៏ include ជាមួយនឹង botnet bot អីដែលជា backdoor សម្រាប់បើកផ្លូវឲ្យ hacker អាច attack ទៅកាន់ស្ថាប័នរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងវាជា risk មួយដែរសម្រាប់ Microsoft Defender គឺបងអាចមាន powerful real time monitor ហើយ Microsoft មិនមែន detection តែ vulnerability software ទេអញ្ចឹងវានៅក្នុង suite and vulnerability management នេះ Microsoft ក៏recommendation ជាមួយនឹង security ដែរថាតើយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះជាមួយនឹង software ដែល Microsoft detection នឹងថាវាមាន suspicious ឬក៏ include ជាមួយនឹង virus បន្ទាប់ពីយើង install ហើយដែលមានជាសភាពផ្សេងផ្សេងទៅដល់នៅក្នុង PC របស់យើងអញ្ចឹងអានេះវាជា feature មួយល្អដែរដែលថា Microsoft ក៏អាច detection រាល់ប្រសេះរាល់អីទាំងអស់នឹងគឺបានល្អជាង endpoint ផ្សេងផ្សេង
tại tôi nghe attack surface reduction chứ attack surface reduction cho đối với cái vi chui để dùng từ lửa ca attack được cái exploitation để ra không để ra miền không bình đẳng còn thì chẳng nơi không không bình đẳng còn thì miền hạt về bay isolation application control exploitation network protection control access to the device control web web protection rồi còn server protection chẳng nơi không thằng lớn đối với chỉ hạt về bay isolation này thì vi chỉ feature thay mới đây mà xử lý mới cũng bị lỗi đấy để ra về khác công tơ khác là về để chuông vài ra chuông ngày hơi chứng dương thời ca isolate thì dương thời ca bắt network trên ở đây coi cái để chuông internet thì vấn đề sản phẩm mày do defender cứ dương ở trong bài thư chứng gì tôi chỉ gọi chuông run xong về cái đó tôi chỉ gọi chuông vài ra cái đó cứ dương isolate còn trên về đây theo công tơ nữa keep stay internet connection là hậu của bạn đây vấn đề connection nữa cứ vì bên connection mà căn từ portal của mày do defender for endpoint gì sản phẩm service rồi cô connection thời can destination same chết cứ Microsoft block all cái này thà cứ dương keep hardware isolation nên cứ đồng bay investigation hay những thứ cả phút rồi cô chui chui từ lời bàn hà để bàn cái lại chứ để sao để không đôi chỉ application control exploitation này cô bị chui bàn ra đấy application control đấy anh đi vì vậy tới dương ai control từ lời software từ lời PC từ lời application này dương chọn running cho mỗi nưng PC client bao nhiêu ai thế wide application rồi cô black application này chẳng thể đồng bay chui cả pi từ lượng rich marginal này từ lượng cả installation từ lượng software same same đây up approve pi organization bao nhiêu hai chế độ control từ lượng software access đấy control từ lượng software access vì chui từ lượng cả vì chui cả pi ở thôi từ lượng file share bao server bao nhiêu chẳng bớt server rồi cái pc này infect cho mỗi nâng malware cho mỗi này đứng chẳng vì nâng block access từ căn file share bao server chẳng vì reduct risk marginal này từ lượng ransomware attack chẳng chlong từ căn PC mùi nâng cơ vì là tại từ căn server file share bảo dương bàn đây anh em kia chuẩn đội mùi lọ đây xong đọc Microsoft dưới máu mùi tiết từ lượng next generation endpoint cái tên next generation endpoint vì Microsoft dưới máu cứ phục hợp từ lượng cloud and client chẳng nơi khăn ông cloud thì nên client cứ miên machine learning đi kênh mẹn machine learning engine nâng cứ mẹn biến tên lượng cloud thì chẳng nơi khăn ông client cứ Microsoft include cho mỗi những machine learning engine cho mỗi những behavior monitoring and memory scanning. Chứng, nơi khăn ông machine learning nơi client nâng Microsoft Defender for Endpoint nâng cứ ai detect khăn ông dạp millisecond cứ ai detect từ lượng suspicious rồi cô từ lượng action rồi bỏ user để click từ lượng link từ lượng attachment nâng. Chắc đời xa ta dương hiện kỹ máu này chắc nhau mặt này detail từng ọt từ lượng feature mới mới bên tay bởi xin chìa bằng bộ nữa còn mình xung đua mình đấy còn lại đã xung đua được không chat box được cầu dương ạ chả flow xung đua phía cái bàn bóng ạ chả xuống được phía cái trước bàn này chứng từ lượng endpoint detection chắc nếu không Microsoft Defender bên đây thang mà package nó cứ bóng ở trong máy spread thư cả tinh EDR solution xây như thế được vì là dương tình endpoint xây cứ bàn endpoint như ta dương ảnh miễn EDR solution xây đã out include sandbox thì chứ sử dụng endpoint detection and response bằng Microsoft đi cứ bằng miễn sandbox là lửa cloud deep learning analyze từ lửa file từ lửa process này ngọt để cái nông endpoint để cái nông client bởi dương bản chứ người chi chuyển đổi quy lo này anh ấy chỉ chứng mùi tiết là auto investigation and remediate action chứng dương ad apply rule dương ad nhưng ai apply rule vì auto investigation nâng phút chút chút bằng hai đại bản cả là đồ chìa bởi phép ransomware chẳng chứng nâng phép để user có click từ lưu file rồi có click từ lưu link đại chìa technique robot hacker đồng bày bật chung ransomware cho từ căn PC bao giờ nâng chứng chứng đọc ní vì chui auto mà tích chút chút từ lưu bằng hai đại bản cả là nâng chứng phân hùng dạp bởi hai chìa mà dự khăn rồi có phí dự khăn đi vì nâng thử cả detection hay nâng block action robot ransomware robot malware mà nói split căn PC same server same server. Chính Microsoft Suite Expert nhưng mà mình đấy. Ok, cái sùng đua bông muối bị bông sập bắn. Microsoft Defender cứ dùng vì còn để chia feature mới sản phẩm từ lượng endpoint protection và vận tải sản phẩm data loss prevention thì Microsoft có dùng bên solution đấy gọi là AIP từ lượng Azure Information Protection. Cứ chia solution mới để focus từ lượng data loss prevention để working well cho mỗi Microsoft Defender ADP để cái này chứ vì bản thân chỉ bóng trong sắc xa từ lượng DLP đó là bóng sắc xa từ lượng Microsoft Azure Information Protection chứ ngành những vì nhưng mà cho bọn ban detail thì bọn ai cần thành bảo so lại mà nhưng detail từ ta data log của dân ta bỏ bài so nâng ai phụ ca chẳng bạch là chui bọn bạn này là ok chẳng nhóm xong dạy bị real scenario rồi bỏ bài so defender ATP communication cho mỗi những client
chứng chỉ mùi client chứng để đại client detection rồi co detection từ lửa nhu phá mày sao defend endpoint rồi bằng mày sao defender người su được gắn cloud rồi tại cloud score su được gắn cloud cloud miền score phá rồi co để không machine learning để không sen bọc cloud nó cứ miền bậc hết phá rồi co bậc hết bài ra hình này chứng bậc sân diện miền thế cloud nâng sen back mà gắn client mình đây ការ request ទៅកាន់ sample request sample file មួយពី client អញ្ចឹងនៅពេលដែល request sample client ធ្វើការ hold ហើយនឹង upload sample file មួយទៅកាន់ defender ATP នឹង cloud អញ្ចឹង cloud នឹងធ្វើការ analyze ទៅលើ analyze និង classify ទៅលើ file ហ្នឹងតើវាជា malware ឬក៏វាមិនមែនជា malware តែបើសិនជាវាជា malware cloud នឹងធ្វើការ send back generate ជា new signature មួយទៅកាន់ client វិញថាវាជា cloud ជាអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យclient នឹង get back ទៅកាន់ cloud វិញគឺ block ទៅលើ file report back ទៅកាន់ Microsoft Defender ATP Defender ATP អាចធ្វើការ apply action ទៅកាន់ PC ផ្សេងទៀតថាវាជាប្រភេទ malware ឬក៏ជាប្រភេទ virus ផ្សេងៗចឹងទៅលើ file ដែល detect ថ្មីថ្មីនេះអូខេនេះវាជា technique មួយដែរសម្រាប់hacker ក៏បញ្ជូនឬក៏ user ក៏ click ទៅលើ link អញ្ចឹង Microsoft alert ទៅលើ smart screen detection ទៅលើ link ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅពេលដែល user click ទៅលើ link អញ្ចឹងបើសិនជា email Office ADP ជួយបន្ថែម user ការពារទៅលើការគាត់ចុចទៅលើ link ចុចទៅលើអីហ្នឹងអញ្ចឹងដែរអូខេពីសារម៉ោងយើងហង្គិខ្ញុំទៅយ៉ាងលឿនតិចពីសារយើងនៅមាននៅសល់មួយទៀតទៅលើ Microsoft Defender for Identity អញ្ចឹង Microsoft Defender for Identity នេះពីមុនឈ្មោះវាក៏មិនមែនឈ្មោះចឹងដែរដោយសារ Microsoft ទំដោតិចពីមុនឈ្មោះរបស់វាគឺ Microsoft Azure ATP ឬក៏ Microsoft Azure Advanced Protection អញ្ចឹងទាំង3នេះគឺសុទ្ធតែជាប្រភេទ ATP ដូចគ្នាហើយ Azure Microsoft Defender for Identity ឬ Microsoft Defender for Endpoint នេះគឺ we working well ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ security របស់យើងឲ្យ strong ខ្លាំងគឺយើងត្រូវមានទាំងពីរនឹងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសួរថាតើវាធ្វើការបានឯខ្លះ Azure Defender ATP នេះអញ្ចឹង Microsoft Azure Defender ATP នេះគឺយើងអាច enable sensor ទៅលើមានន័យថាបើយើងអាច enable ទៅលើ DC ឬក៏ integration ជាមួយនឹង SIM ដើម្បីធ្វើការ collect log ឬក៏ information ដើម្បីធ្វើការ analyze អញ្ចឹង Azure ATP នេះវាអាច learn ពី process ដំបូងគឺវា learn ពី process learn ពី behavior របស់ user នីមួយៗអញ្ចឹងនៅក្នុង network របស់យើងនៅពេលដែលយើងរាល់ user ទាំងអស់ join domain ជាងយើងអាច integration ជាមួយនឹង ID ជាមួយនឹង AD domain controller អញ្ចឹង Azure ATP វានឹង learn ពី process របស់ user នីមួយៗអញ្ចឹង user ណាខ្លះជាប្រចាំគាត់បើក computer នៅម៉ោងប្រហែលគាត់ log in ទៅកាន់ PC នៅម៉ោងប្រហែលហើយគាត់បើក access ទៅកាន់ file share ណាខ្លះជាប្រចាំអញ្ចឹងវា record ទៅលើ behavior របស់ file របស់ user ទាំងអស់នឹងដើម្បី record បើសិនជាថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលវា detect ឃើញទៅលើ abnormal behavior ឬក៏ suspicious activity វានឹង identify ថាអាចមែនជាសកម្មភាពរបស់ user ម្នាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងអាចជាសកម្មភាពរបស់ user គាត់ hack ទៅកាន់ PC នឹងបានអញ្ចឹងអាច spread ឬក៏ attack ទៅកាន់ server ផ្សេងៗឬក៏ remote ទៅកាន់ server ផ្សេងៗនឹងដោយសារជួនកាល client ក៏អត់ដែរ remote ទៅកាន់ server ប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយ client ហ្នឹងព្យាយាម connect ឬក៏ព្យាយាម remote ទៅកាន់ server អាហ្នឹងហើយដែលជា abnormal behavior ឬក៏ suspicious activity របស់ client ដែល Azure ATP អាច identify បានអញ្ចឹងអានេះវាជា tool មួយល្អដែរសម្រាប់យើងរាននៅក្នុង network របស់យើងដោយសារយើង enable sensor វាតែនៅលើ AD ទេ client យើងអត់ចាំបាច់ enable អីទេគឺវាអាច detect បាន learn ពី behavior របស់ client បានដែរបន្ទាប់ពីវា detect បានហើយវានឹង alert and investigation អញ្ចឹង alert and investigation ហ្នឹងវា alert ទៅលើ alert នៅលើ portal របស់ Azure យើងជា IT ឬក៏យើងជា security team យើងអាច track ទៅលើincident ដែលបានកើតឡើងភ្លាមៗទៅលើ behavior មិនប្រក្រតីដែលបានកើតឡើងភ្លាមៗនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងវាជួយយើងសម្រាប់តាមដាននិង investigation ទៅលើ user ម្នាក់នឹងដែរអញ្ចឹងវា data crash មួយចំនួនធំនៅលើស្ថាប័នរបស់យើងដែរអូខេអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះវាជា scenario មានថាខ្ញុំឃើញគេឃើញអូខេឆ្លៃអញ្ចឹងនៅខាងក្រោមនេះមានន័យថា Azure ATP វាអាច learn ពី machine learn ពី user learn ពី group របស់ user នឹងតើ user នឹងជាប្រចាំគាត់ log in ទៅកាន់ machine របស់គាត់ឈ្មោះគេ machine name user name log in ទៅកាន់ machine នឹង log in hour ម៉ោងធ្វើការគាត់ចូលជាប្រចាំ sensitive information ដែលគាត់ប្រើប្រាស់
resource ដែល គាត់ ប្រើ ប្រាស់ ហ្នឹង អញ្ចឹង វា អាច identify ទៅលើ behavior របស់ user ហ្នឹង បាន ហើយ អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល ឧទាហរណ៍ ថា ដូច នៅ ក្នុង slide នេះ អញ្ចឹង អញ្ចឹង ដូច ជា Alex អញ្ចឹង គាត់ ធ្វើ ការ នៅ ក្នុង team HR អញ្ចឹង ប៉ុន្តែ ជា ស្ដែង គាត់ user ហ្នឹង គាត់ ទៅ log in នៅ លើ machine របស់ គាត់ ព្យាយាម log in ទៅ កាន់ machine របស់ CFO machine របស់ ខាង finance team អញ្ចឹង អញ្ចឹង គេ ហៅ ថា វា ជា abnormal មួយ វា ជា សកម្មភាព មួយ ដែល ខុស ប្លែក ពី ធម្មតា ដែល Azure identity វា ធ្វើ ការ detection and user behavior ដែល អាច alert ទៅ កាន់ portal cloud អញ្ចឹង យើង អាច IT គាត់ នឹង ទទួល បាន alert នេះ ភ្លាមៗ ដើម្បី ងាយ ស្រួល នៅ ក្នុង ការ investigation តាម ដាន ទៅ លើ សកម្មភាព របស់ user អញ្ចឹង បន្ទាប់ មក ទៀត គាត់ អាច ព្យាយាម បើក ទៅ លើ file share របស់ ខាង finance របស់ ឯង ក៏ វា ជា សកម្មភាព មួយ ប្រក្តី ដែរ ជា សកម្មភាព ខុស ប្លែក ដែល អាច ធ្វើ ឲ្យ យើង តាម ដាន តែ ជា សកម្មភាព របស់ user នឹង ពិត ប្រាកដ មក ឬ ក៏ មិន មែន ទេ ឬ ក៏ ជា សកម្មភាព របស់ hacker ដែល គាត់ control ទៅ លើ PC client ហ្នឹង អញ្ចឹង កន្លែង ចុចនេះ ខ្ញុំ សូម show demo បន្តិច ដែរ ប៉ុន្តែ វា ជា video ទេ ដូចថា មក គិត ពេក អញ្ចឹង ខ្ញុំ show ជា video តិចទៅ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង client PC នេះ ឧទាហរណ៍ ថា hacker គាត់ control ទៅ លើ PC នឹង បាន គាត់ អាច generate ឬ ក៏ គាត់ អាច run ជា SMB enumeration scan ទៅ លើ file share នៅ ក្នុង network scan resource នៅ ក្នុង network តើ វា alert យ៉ាង ម៉េច ទៅ កាន់ Azure AD PC អញ្ចឹង នៅ ក្នុង alert portal យើង នឹង ឃើញ IP address នឹង គឺ ធ្វើ run នៅ SMB session scan ទៅ លើ resource នៅ ក្នុង network របស់ យើង អញ្ចឹង វា ជា ចុចដូច មួយ ល្អ ដែរ សម្រាប់ IT គាត់ ធ្វើ ការ investigation អញ្ចឹង លើ បន្ទាប់ មក នេះ អញ្ចឹង មាន ន័យ ថា hacker គាត់ អាច ប្រើ PC នឹង ឬ ក៏ ព្យាយាម remote ទៅ កាន់ server ផ្សេងៗ គាត់ អាច ប្រើ tool ដែល កំពុង តែ ពេញនិយម ដូច ជា Minikah នេះ នេះ គឺ ជា tool មួយ ដែល hacker គាត់ ព្យាយាម ប្រើ ដើម្បី compromise ទៅ លើ server ឬ ក៏ credential ផ្សេងៗ អញ្ចឹង នេះ គាត់ ព្យាយាម ដាំ ទៅ លើ password hash នៅ ក្នុង memory របស់ user ហើយ គាត់ អាច យក hash password នេះ ដើម្បី remote ទៅ កាន់ PC ផ្សេង ទៀត ជានេះ ដែលជាគេហៅថាជា abnormal activity ពេល user គាត់ ប្រើ ដឹង ឯង យើង អត់ មាន tool ណា ដើម្បី detect ទៅ លើ suspicious activity អញ្ចឹង នេះ គាត់ ព្យាយាម remote ទៅ កាន់ PC ផ្សេង ទៀត អញ្ចឹង នេះ គាត់ remote ជោគជ័យ តាម រយៈ គាត់ ប្រើ password hash ពី memory មិញ អញ្ចឹង គាត់ bypass ទៅ លើ user បាន ជោគជ័យ ទាំង bypass ទៅ កាន់ user ផ្សេង ទៀត Okay, អញ្ចឹង ខ្ញុំ អស់ ហើយ ដោយ សារ តែ ម៉ោង យើង រៀង គិត ដែរ ខ្ញុំ ត្រូវ show នៅ លើ portal របស់ Microsoft Defender ATP ដែរ ប៉ុន្តែ ដោយ សារ ម៉ោង យើង រៀង គិត ដែរ អរិយ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ប្រហែល ជា 5 នាទី ទៀត ដើម្បី show ទៅ លើ portal របស់ វា បន្តិច របស់ Microsoft Defender for endpoint ហ្នឹង Okay អញ្ចឹង អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ឃើញ នៅ ក្នុង portal នេះ នេះ គឺ ជា portal មួយ អញ្ចឹង យើង ដើម្បី ចូល ទៅ កាន់ portal របស់ Microsoft Defender for Endpoint អញ្ចឹង យើង ចូល ទៅ កាន់ securitycenter.microsoft.com តែ នេះ សម្រាប់ យើង មាន account យើង មាន trial អញ្ចឹង សម្រាប់ trial បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា អាច ចូល ទៅ register trial នៅ លើ website របស់ Microsoft direct ទេមក direct តែ ម្ដង ក៏ បាន ឬ ក៏ refresh មក កាន់ softline ក៏ បាន Okay អញ្ចឹង នៅ ក្នុង dashboard នេះ គឺ វា show detail ដែរ អញ្ចឹង យើង អាច ឃើញ status alert យើង អាច ឃើញ device risk យើង អាច ឃើញ user risk ទៅ លើ ហ្នឹង អញ្ចឹង យើង អាច investigation incident ដែល បាន កើត ឡើង ភ្លាមៗ ងាយ ស្រួល អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នេះ ខ្ញុំ ចូល ទៅ មើល នៅ ក្នុង incident អញ្ចឹង ខ្ញុំ ចូល ទៅ គុក ខ្ញុំ ចូល ទៅ មើល នៅ ក្នុង incident នឹង ឃើញ incident alert ទៅ លើ បញ្ហា ដែល បាន កើត ឡើង អី ខ្លះ ដែល ឬ ក៏ PC ណាស់ខ្លះដែលទទួលរឿងនៅការវាយប្រហារឬក៏ incident ដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចឃើញ alert many incident នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមកចុចមើល detail ទៅលើ incident ដែលបានកើតឡើងមួយមួយអញ្ចឹងនៅក្នុង incident ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានឹង show យើងទៅលើ alert incident ដែលបានកើតឡើងនឹងវាកើតឡើងប្រហែលដងនៅក្នុងពេលណាខ្លះហើយវា show status ទៅលើកម្រិតធ្ងន់កម្រិតស្រាលឬក៏ខ្លាំងហើយយើងមើលទៅលើ device ណាខ្លះដែលបាន affect
mình đây là rừng ca bạc bộ từ incident tại bàn cát lạc nâng. Ok, bọn dùng khuyên xung đua mùi đáy vì bọn dùng bàn đáy từ Microsoft Defender ADP nâng. Currently nâng cứ bọn bên đây thà cứ Microsoft Defender cứ work chung mùi nâng Mac OS nâng lý được thay vì bọn. Hay chăm dùng phía nhà chỉ link reference mùi nâng trong chat đằng đáy. Ok, chẳng nữa nó dân khơi device để phát dân khơi device name device để phát trở incident để bàn cả là hay dân ảnh mơ từ investigation ta accident nâng accident nặng là để auto remediate rừng accident nặng là để phơi dân ảnh toàn là phát evidence từ chỉ phát tăng mới để may ra defender để thách bị client nó ta miền pha miền process miền service nặng là rừng miền IP public nặng là để client nó bỏ dân ra trên cái ra mình hay anh ấy cứ chỉ process để vi châu tự ra trong PC bỏ dân chúng cứ vi vary detail mình đen. Mùi tiền này cứ grab, anh ấy vi sửa mơ đấy, cứ vi show pi PC nặng lắm để phát hay sử dụng nặng lắm để cho tự làm được trong PC mùi chẳng gì à, mơ detail mơ từ PC mùi đấy vi miền sử dụng nặng lắm để cho làm được trong hay PC xem tiếp, chúng vi vary detail như là cho mơ từ alert mùi nước viên sâu dương và thay như đấy, chúng nhầm cho từ alert này chứ vì đường sâu từ lửa bộ phép pha từ lửa. Ok. Ok, nhưng khi nhìn xâm đồ mùi thì đấy vì bồn sọc chía. Microsoft Defender ADP and SCP can be integration. Bồn SAP, SEP nhưng miền này thay. Xin tích thay ớt bông. Bà xin chỉ xin mình tích này lại nên cứ dương ở tại integration bàn thế bông lại ra bờ. Bông xong một chè tích SEP nên xin mình tích endpoint protection bàn bông. Ngay, bà thả xin mình tích. Ok. Chúng này không chuẩn bị cho đấy, top endpoint của Microsoft cứ dừng ở đại integration cho mỗi những semantic bản thế bổng. Bởi vì bản thân chỉ dừng run cho mỗi những endpoint từ lưới client cứ vì support từ lưới make từ lưới lên những vị đa và để sản phẩm integration cho mỗi những endpoint xem xét cứ support thế bổng. Azure Sentinel bạn. Sản phẩm Azure Sentinel bạn. Ok, chẳng nơi cái nông đi đá nhưng sau TVM mình cứ treat management treat vulnerable TVM management thì chẳng bong dương ai khơi real time detection chẳng dương mày sau cô sau làm dương đá dương ai chơi thưa dương mấy đồng bay phải từ score bỏ dương chẳng từ application từ operating system network hay user ấy những dương ai chơi khi dương phải từ tam recommendation của mày sau những dương vị increase security nơi cái organization bao nhiêu một time đây. Ok, để sao đang mong dừng lời hiện trả nên dừng nhầm xong sâu bọn đập bằng đằng thế là bây giờ detail và sẽ đi bọn chọn bà detail phía cái đó chứ nhưng mà ai thử cả điểm mô chung mùi nước bọn ai đợi ra tầm mong của bà thì bọn one on one nên ai one to one là bây điểm mô detail từ lời feature đó bọn bà ý sao thì phân tới ADP nên cần tài xí chìm rời thêm tiết bọn. Cho bông miên xùm nô ếp xe anh tiết đấy bông. Sì lẽ trẻ bọn nâng license cost với nhờ việc thêm chùm mùi nâng semantic endpoint tờ lấy mình đấy. Vẹp bọn chùm mùi nâng tờ lấy chạm nhóm offline mùi căng bông bụi nhóm ách phơ comparison cost chùn bông bàn. Chạm nhóm offline mùi bông bông. Ok, ọc con. Cho bọn xem tiết miên xâm nụ ấy bọn rưu cầu bọn ai cho bọn bình nâng nông feedback form dân phụ dân ai nâng contact tới bọn separately bọn bộ đại xa solution ní cứ dân miên demand trang bị càng customer bọn dân nẹ khác tới của quạt working to learn solution nâng nẹ khác của quạt ai compare mỗi những solution xem dân á bọn tại phụ dân ai provide cho consultant chung bọn bàn hay dân nâng ai tới thua demo one on one cho mỗi nâng khang bọn bàn chẳng á bọn.
Đi nè ai sẵn khép clay ban đấy là của mọi là customer quạt mơ mong ATP 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 là hốt đó nè của dương miền Windows ATP Azure ATP Office 365 ATP tha bay năng quạt focus protection từ lơ xin kia chẳng ao đi nè chui sẵn khép tích mắc của mọi quạt trở lắm nè. Okay. Ok, chắc bọn chúng nhóm xong dần khai một tí để sao ta ngày nắng cái dương dạy Focus Topic thì miền bấy để sao bay nắng cứ ATP được gì cứ Focus tự lưu Advanced Protection được gì chẳng bây dương dạy bị Advanced Protection phía chắc đáng cứ dương Focus tự đo cái hai ta xâm đạp Protection tự lưu cao bia bà lại cả nạn xì dùm rồi đưa cô cầm rập thương hôn đối chí Advanced Persistent Trick chẳng đưa cô cái hai ta chí APT chẳng bộ ATP nó cứ dơ tới cover tự lưu ca attack bẹp nâng chúng là sản phẩm Microsoft Defender ATP for endpoint cứ focus từ lưới email trực chủ thì apply multi layer protection từ lưới email trực chủ thì là bảo feedback của em ấy sản phẩm Microsoft Defender for endpoint cứ cứ dùng focus từ lưới endpoint sản phẩm client chứ client sản phẩm client cứ dùng ai giờ tới run chụp mũi nâng Windows chụp mũi nâng Linux chụp mũi nâng macOS chứ gần lý cứ Microsoft support từng ai từng macOS từng Windows từng Linux chứ dương a apply thì cần tham ban và dương những cái thạc cấp cơ bản đấy của đề ra thị trường cái dương miền Windows dương miền Linux dương miền Mac hay sản phẩm Microsoft Defender for Identity đấy của Microsoft Azure ATP này cứ chỉ thôi mỗi sản phẩm learn pi behavior đấy của pi activity robot user này không internal network robot dương đại dương a integration cho mỗi nâng AD đấy của cho mỗi nâng SIM để bay collect thì cần để bay collect information the user របស់ យើង Okay អញ្ចឹង ខ្ញុំ អស់ ហើយ បង សូម អរគុណ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា សម្រាប់ webinar ថ្ងៃ ហ្នឹង ហើយ សូម បង្កល session ដល់ បង លាក់ ចូល ឆ្លើយ សំណួរ គាត់ មួយ គាត់ សួរ ATP អាច ឆ្លើយ ប្រៀប ជាមួយ Windows Server បាន អត់ Okay បង អញ្ចឹង សំណួរ របស់ បង មាន ន័យ ថា hybrid បើ យើង និយាយ ទៅ hybrid bây giờ vậy tới mình đây thay dương ạ xin thì on prem từ cloud bản thân sản phẩm nhưng mà bị chạm pin từ bóng từ Microsoft thì cần từ ATP đúng chưa mình đây thay đời sau là như chỉ cloud based chứ mình đây thay cái mà này bảo phía cứ client thử cái internet connection từ ngõ bản thân Microsoft của bạn kết cấu hơi đây sản phẩm client đại quạt offline đại quạt ở cái internet của dương nơi ta mình đây từ client bạn thay đời sau cứ dương ạ prime proxy server đôi chỉ SCCM đôi của Microsoft Intune tầm bấy mình đây chỉ central server mỗi download patch download offline definition នឹង ដើម្បី run package ទៅ កាន់ client. Okay. Okay បង បើ អត់ មាន សំណួរ អី ផ្សេង ទៀត ទេ បើ ជា ពួក ខ្ញុំ សូម បញ្ចប់ session webinar ត្រឹម ប៉ុណ្ណេះ អញ្ចឹង ណា បង ហើយ បង អាច provide feedback នៅ ក្នុង form ហើយ ពួក យើង នឹង contact ទៅ បង. Okay មាន សំណួរ មួយ ចុង ក្រោយ ទៀត Microsoft Defender of the system. How can I support from Microsoft to fix? Okay, xin lỗi vì bong sơ vắn. Còn số tham bản thân chỉ có phải Microsoft Defender hay vấn đề. Nơi tự nhiên malicious attack lên lưới PC kia ta có ai phát hiện mình? Chứ nếu không chuyển đổi này mình đi tha. Nơi không Microsoft Defender cứ miễn step bảo vệ mình đi tha tìm mũi cứ detection and investigation. Chứng detection and investigation cứ detect lưới process rồi cô virus đại bản cả lại. Chứng bắt đầu máu cứ dừng ai thưa cả fix từ lưới bản hà đại bản cả lại nữa. Dừng ai restore back tôi chỉ nhóm bạn lực lang chút. Nơi không về để nơi không session mình những nhóm bạn lực lang từ lưới bản hà để run xong về chứng. Chứng user có chơi từ lưới link rồi cô chơi từ lưới attachment bằng từ attachment nưng chlong ran software អញ្ចឹង នៅ ក្នុង រយៈ ពេល ប្រហែល ជា បន្ត 5 សេគិន ទៅ 10 សេគិន ទេ អញ្ចឹង Microsoft Defender នឹង ធ្វើ ការ detect ដើម្បី block ឬក៏ hold PC នឹង hold ទៅលើ PC នឹង ដើម្បី investigation ហើយ នឹង ធ្វើ ការ fix ជួសជុល ទៅ លើ file ឬក៏ service ដែល បាន chlong virus នឹង cái này nhưng xong chưa đấy, xong rồi Microsoft Defender để lừa cụm từ bao nhiêu ngày ní, cứ toàn về bên đây tham về chỉ endpoint mới ra vậy vấn đề, nếu kia để dùng trong run Windows ATP thì cứ dùng ở thời cả install chân thì cứ dùng package mua chỉ
script ឬក៏ជា batch file ដើម្បីទៅ enable feature នៅលើ Windows Defender ដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ install agent អត់ចាំបាច់ install endpoint ផ្សេងទៀតដូច endpoint ផ្សេងៗយើងគ្រាន់តែបើក feature វាទេបងសុភ័ក្របងមានសំណួរអីហែបងព្រោះតែសារឃើញបងអនុញ្ញាតបងអូខេលើកឲ្យចែកយើងត្រូវធ្វើថា currently ដូចថាយើងមាន office program basic យើង standard ទេចូលមកថាយើងទៅ add on បន្ថែមសម្រាប់ office program ATP ទៀតឬក៏វាឲ្យទីបានតោះហើយយើងណាស់ហ្នឹងអូខេបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយបងកន្លែងនេះតិចតើទៅកន្លែង license អញ្ចឹងសម្រាប់ Microsoft Defender ATP គេហៅថាជា feature ទៅលើ Daran ទៅលើ apply ទៅលើ endpoint អញ្ចឹងបើបងមាន license នៅ PBX 5ហើយអញ្ចឹងវាសំខាន់បេះទៅលើ license របស់បងដែរព្រោះពីព្រោះថា Microsoft Defender ATP នេះគឺជា feature មួយដែលវា available នៅក្នុង package របស់ Microsoft M365 អញ្ចឹងបើសិនជាបង license បងមិនមែនជា package M365 ទេគឺវាអត់ available feature ហ្នឹងទេខ្ញុំបើតែខ្ញុំទៅរៀនពីប្រើ M365 តែជា standard ទេសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចបងតកតងជាមួយនឹង feature របស់ ATP នេះគឺ available នៅក្នុង selective plan បងអញ្ចឹងសម្រាប់ plan ដែលមាន fully available ជាមួយនឹង Microsoft Defender for Office 365នេះគឺ plan Office 365 E5 ហើយនឹង M365 E5 សម្រាប់ M365 E5 គឺ fully cover ទៅលើទាំង3តែម្ដងមានDefender for Office 365 ទី 2 Defender សម្រាប់ Windows ហើយនឹងទី 3 គឺ Defender សម្រាប់ Identity តែសម្រាប់Microsoft Business Premium គឺយើងមានមកជាមួយនឹង Defender 3 level ដែរប៉ុន្តែជាលក្ខណៈ Plan 1ហើយសម្រាប់ Business Standard ដែលបងកំពុងប្រើហ្នឹងគឺអត់មាន available ជាមួយDefender នឹងទេបងអញ្ចឹងគឺបងអាច add time ជាមួយនឹង feature Defender នឹងបងដើម្បីបាន Defender ATP ហ្នឹងបងអញ្ចឹងមានតែបាទគេអាច special ជាងធម្មតាគឺវាមិនដែរបាទដោយសារ security feature នេះគឺវា more advanced ហើយនឹង deep dive ជាងដែលមាន available ស្រាប់នៅលើ Office 365បងអញ្ចឹង Office 365គឺមាន protection layer មួយមកហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ current situation របស់ security នៅលើទីផ្សាររបស់យើងគឺវាមានការ update ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដែលជាហេតុដែលយើងត្រូវមាន security layer advanced layer បន្ថែមពីលើនោះមកតង់ទៀតបងបាទចឹងមិនណាចំណុចនេះអាចថាមានរិទ្ធិថាតែបើសិនជាមានមេផ្លាស់តែយើងអេអនទៅថាយើងធ្វើអត់តបបានទៀតហ្នឹងហើយបងចេះទៅខ្ញុំអាចឲ្យរែងខាងទីខ្ញុំគឺទៅ office បងឬក៏យើងអាច separate call មួយទៀតដើម្បី explanation in detail អញ្ចឹងបងអញ្ចឹងបងអាចមានសំណួរច្រើនគឺយើងអាចឆ្លើយទៅបងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអាចសូមរែងបងនៅពេលចូលពីខាង Water Festival វិញយើងអាចមាន meeting មួយទៅបងដើម្បីខាងខ្ញុំបាន present detail ជូនបងមកបាទអរគុណណាបាទអរគុណបងអូខេបងអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានសំណួរអីផ្សេងទៀតទេគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់ webinar សូមតាមប៉ុណ្្នេះហើយសូមបងជួយ provide feedback form បន្តិចមកហើយពួកយើងនឹងតាក់ទងទៅបង individual អញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណបង